マジで美味しい。Chào các bạn, chào mừng trở lại với Cat Double Wish. Mình tên là Ca Dư. Hôm nay là trời mưa, hình như là có bao à. Nếu có bao thì người dân đổi bệnh nè. Bây giờ mưa xôi gà. Bây giờ ở số 80 A Điện Biên Phủ qua một, tại vì là để mua xôi gà mình tìm hiểu món ăn ngon xem foodie xem ra rồi ha. Chẳng hạn xem là xôi lim theo foodie, xôi lim là kiếm 700 vòng rất ngon nè, đúng không? Xem hát thử nha. Bây giờ có thực phẩm nè, rất rẻ ha, rất rẻ. 15 20 20 20 22 25 25 25 25 Mình bây giờ mua tôi 180 nha. Mua rồi nha. Ăn thử nha. Bánh đào. Bánh cổ. Ua, sư gôi nè. Hài quá. Nó có nhiều ý gà tăng. Và xúc xích. Cái này là gà xé. Wow, nhiều quá. Đây là cái này là xôi tam cẳng nha. Wow, cái này là 25.000. Rẻ lắm nha. Không phải là xúc xích bình thường hả? Cái này là vịt Trung Quốc hả? Đây là nhiều người Nhật Bản không thích này. Không thích xúc xích này à? Tại vì là có mùi chấm chứ. Tại món này là mềm hả? Mà xôi là cái này là cổ pate à? Ngon nè, ngon nhưng mà hơi hơi mặn á. Bây giờ mình hơi hơi mệt mỏi rồi nè, nên muốn ăn vị mặn. Nên cái này là hãy giống như cá bươi kia đó. Wow, cũng có tôm sữa nữa, tôm nhỏ nữa. Nè, vị hoàn hảo nữa, rất ngon, thịt, cá xé nữa. Cái này là bình thường. Người ta làm xôi này à, rất ngon à. Không thể có vị xôi à. Cái này là ngon. Thật là mình là không thể tiết xôi à, Nhật Bản à. Nên cái này cũng thấy ngon. Điều mà gì được hồi cái này có, cái này có trứng cút nha. Có theo khăn nè. Ưu điểm nhất là có tôm kho. Cái này cũng ăn được thì rất rất ngon nè. Có mùi biển nè, tôm nè, là ngon nè.
lên này là đất đất hòm em sắp chết rồi. Chết rồi. Thôi gì sao à? Ngon thì chết nè. Không nói gì hết nè. Sau khi ăn tối lên này thì sẽ khỏe ngon nè. Là bây giờ là bữa trưa nè. Em nếu ăn thì có thể đi làm cố gắng nữa nha. Mắm mẻ hơn. Đây nè. Dạ. Giống như là KFC. Nè, ngon nè. Cái này là 25.000 nè. Quá rẻ nữa. Cho nên là chữ quán này không có tư tiền à. Thế cái này rẻ được nha. Cái này là mềm nha. Không có cứng nha. Cứ đi là 340 điểm nè. Khá dư, kêu khá dư. Dạ. 9 điểm nè. Ôi 991 cũng ok nè. Nhưng mà bây giờ là đầu tiên ăn cái này. Em 9 điểm nè. Kết chắc ngon mà. Em mọi người thích xôi đúng không? Thì như là khi đi bộ vỉa hè thì thấy nhiều gian hàng xôi nè. Nhưng mà chưa bao giờ mua nè, thích quá ha. Ngon quá. Tại sao mình không biết xôi là ngon hay không nè? Mà biết nè, xôi là rất rất ngon nè. Xôi liên là rất rất ngon nè. Em, các bạn hãy ăn thử nha. Và nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Chúng tôi là nhóm Double Fish. Bye bye.